Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2421, không phiền. Về sau tôi có thể khoác lác với người khác, nói mình được tiếp xúc gần gũi với đại trưởng lão. Một đám người đi đến chỗ nghỉ ngơi bên ngoài quảng trường. Trong lòng Quý Đồng cũng rất xúc động, đây chính là đại trưởng lão của Độc Cô Cung đấy. Anh ta có thể trở thành trưởng lão sảnh ngoài là đã thấy đủ rồi, ngay cả trưởng lão sảnh trong anh ta căn bản cũng chưa dám nghĩ đến. Quý Đồng vừa mới đi ra quảng trường, bỗng nhiên nhìn thấy đối diện có một người đi đến, anh ta không khỏi cười lạnh một tiếng, hướng sang nghênh đón nói, ui, đây không phải cậu Dược Đường sao? Cậu không hầu hạ bên cạnh điện hạ mà tới đây làm gì? À đúng rồi, chắc chắn cậu muốn đối phó tôi đúng không? Đáng tiếc cậu tới chậm rồi, hiện giờ tôi đã là trưởng lão sảnh ngoài của Độc Cô Cung, cậu có thể làm khó dễ tôi nữa sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh ta còn quay qua mấy người bạn bên cạnh cũng thông qua khảo hạch trưởng lão sảnh ngoài nói, mọi người biết cậu ấy là ai không? Cậu ta chính là người tâm phúc của Thái tử Điện Hạ Hoàng Triều hiện giờ Dược Đường. Vì đối phó tôi, cậu ta tự mình đến tận Độc Cô Cung rồi. Hai, đáng tiếc quá, đáng tiếc quá. Mấy người bạn bè khác cũng cười nhạo một tiếng, có vẻ không để ý chút nào, một cô gái lại cười khẩy nói, chó của Thái tử Hoàng Triều còn chưa quản được trưởng lão sảnh ngoài của Độc Cô Cung chúng ta, cậu mau cút đi. Dược Đường ơi là Dược Đường, ha ha ha, Quý Đồng cười lớn rời đi. Trong nụ cười mang theo mỉa mai châm chọc. Đường Tuấn nhìn mấy người rời đi lắc đầu nói, trưởng lão sảnh ngoài à, có chút thú vị. Hiện giờ đã đến Độc Cô Cung, Đường Tuấn cũng không lo Quý Đồng chạy mất. Anh hướng bên trong quảng trường mà đi đến, rất nhanh trưởng lão sảnh trong chủ trì khảo hạch vội vàng chào đón nói, đại trưởng lão, lần này làm phiền anh rồi. Đường Tuấn nói, không phiền. Vị trưởng lão sảnh trong kia đột nhiên hỏi, vừa rồi đại trưởng lão đi vào có nhìn thấy mấy người thông qua khảo hạch trưởng lão sảnh ngoài lần này không? Bọn họ đều rất trẻ tuổi, thiên phú cũng tốt, nếu anh đang cần người thì mang hai người về làm trợ thủ. Tuy gọi là trợ thủ nhưng không khác người trông cửa nhiều lắm. Nhưng rất nhiều trưởng lão sảnh ngoài đều vô cùng nguyện ý làm trợ thủ cho trưởng lão sảnh trong. Dù sao đối với phần lớn trưởng lão sảnh ngoài mà nói đây là cơ hội tiếp xúc với trưởng lão sảnh trong. Hơn nữa vạn nhất lúc nào trưởng lão sảnh trong vui vẻ dạy bảo một chút, thì trưởng lão sảnh ngoài cũng được lợi ích vô cùng lớn. Giống như Đường Tuấn hiện giờ là đại trưởng lão sảnh trong, nếu như tin tức anh cần trợ thủ truyền đi, chỉ sợ rất nhiều trưởng lão sảnh ngoài sẽ tranh nhau vỡ đầu để đến báo tên. Đường Tuấn cười nói, không cần. Mà lúc này mấy người Quý Đồng đang tụ vào một chỗ. Quý Đồng kể, ta nghe nói đại trưởng lão Độc Cô Cung chúng ta là mới lên đấy, nếu có thể được ngài ấy chỉ điểm. Không chừng tương lai chúng ta có cơ hội trở thành trưởng lão sảnh trong đấy. Những người khác nghe vậy cũng cười nói, trong số mấy người chúng ta, thiên phú của cậu coi như tốt nhất, chắc hẳn cậu là người có cơ hội được đại trưởng lão yêu ái nhất. Quý Đồng cười nhạt, trong lòng cũng bắt đầu chờ mong. Nếu anh ta thật sự trở thành thủ hạ của đại trưởng lão, vậy việc thăng chức sẽ rất nhanh. Chương 2422 không ít người thắc mắc trong lòng. Anh ta nhìn thấy Đường Tuấn trên đài cao. Đường Tuấn ngồi cùng với vị trưởng lão sảnh trong chủ trì khảo hạch, vị trưởng lão sảnh trong kia còn vừa cười vừa nói với anh. Trái tim Quý Đồng không nhịn được đập mạnh, chẳng lẽ vị trưởng lão sảnh trong này kiêng kỵ Ly Thanh Trần sao? Vẻ mặt anh ta lạnh đi, thầm nghĩ, cho dù cậu ta có năng lực thì thế nào, kể cả Ly Thanh Trần đích thân đến đây cũng không quản được chuyện của Độc Cô Cung. Càng đừng nói hôm nay đại trưởng lão cũng đến, sẽ không cho phép cậu ta làm càn. Suy nghĩ một chút, lo lắng của Quý Đồng đã tan thành mây khói. Tôi, Quý Đồng, là trưởng lão sảnh ngoài. Ở trước ánh mắt nhìn chăm chú của mấy vị trưởng lão sảnh ngoài mới lên và chúng đệ tử, một thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở trên đài cao. Chào cung chủ, nhìn thấy người đến, mọi người cung kính hô lên, mà những người mang thân phận đệ tử còn phải quỳ xuống hành lễ. Người tới đúng là ông lão Đan Thanh. Kỳ quái. Chỉ là một nghi thức lên chức của trưởng lão sảnh ngoài sao cần đến cung chủ ra mặt nhỉ? Không ít người thắc mắc trong lòng. Việc khảo hạch trưởng lão sảnh ngoài ở độ Độc Cô Cung chỉ là việc nhỏ, từ trước đến giờ không cần cung chủ ra mặt. Ông lão Đan Thanh nghiêm nghị nói, hôm nay không chỉ là ngày lên chức của mấy vị trưởng lão sảnh ngoài mới, mà còn có một chuyện quan trọng khác. Hôm nay tôi sẽ công bố đại trưởng lão mới của Độc Cô Cung. Lời của ông lão Đan Thanh vừa ra. Nháy mắt quảng trường trở lên yên ắng.
Tất cả mọi người ngừng thở, cùng đợi ông lão đan thanh công bố. Trong lòng đám người Quý Đồng cũng hồi hộp lên, đặc biệt là Quý Đồng, anh ta còn đang suy nghĩ đợi lát nữa phải làm thế nào để lại một cái ấn tượng không tồi cho đại trưởng lão. Nếu được đại trưởng lão giúp đỡ, thì anh ta ở Độc Cô Cung còn sợ ai nữa? Một tên dược đường mà thôi, đại trưởng lão có thể dễ dàng bóp chết. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, vị trí đại trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung chúng ta do y sư dược đường đảm nhiệm. Ông lão đan thanh chỉ vào dược đường, thanh âm vang vọng nói. Hay! Quý Đồng vỗ tay theo bản năng, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhưng cơ hồ ngay cùng lúc, nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ, ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ và không dám tin, lẩm bẩm nói, sao lại có thể là cậu ta? Anh ta nhìn thấy dược đường đứng trên đài cao, chỉ thấy trong đầu choáng váng một hồi. Trong quảng trường, tất cả các đệ tử không tính là cảnh giới gì cùng phần đông các trưởng lão sảnh ngoài tất cả đều ngu ngơ. Chuyện gì thế? Một người mới thế mà lên làm đại trưởng lão sảnh trong sao? Nhiều trưởng lão sảnh trong như vậy mà không ai phản đối à? Soạt soạt. Nhưng mà trong đầu bọn họ vừa mới xuất hiện ý tưởng này, các trưởng lão sảnh trong lần lượt đứng lên, dẫn đầu vỗ tay nói, việc dược đường lên làm đại trưởng lão chúng ta không có ý kiến. Nhìn thấy các trưởng lão sảnh trong cũng không có ý kiến gì, trong lòng các đệ tử và trưởng lão sảnh ngoài không hiểu nhưng cũng chỉ có thể yên lặng sau đó vỗ tay. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay trong quảng trường vang dội như sấm. Bọn họ nhìn thấy Đường Tuấn trên đài cao, ánh mắt bắt đầu hiện nên vẻ kính sợ. Có thể khiến cho nhiều trưởng lão sảnh trong thừa nhận, bản thân anh đã đại biểu cho một loại bản lĩnh. Chương 2423 không coi ai ra gì sao? Quý Đồng và mấy trưởng lão sảnh ngoài mới lên cấp lại trợn tròn mắt, đặc biệt là Quý Đồng và cô gái trước đó theo Quý Đồng mỉa mai Đường Tuấn. Sắc mặt cô gái trắng bệch, ánh mắt mang theo sợ hãi, run giọng nói tôi dám mắng cả đại trưởng lão. Quý Đồng ở một bên trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, xong rồi, xong thật rồi. Dược đường trở thành đại trưởng lão, tương đương với tất cả kế hoạch và hy vọng của anh ta trở thành vô dụng. Sao cậu ta lại là đại trưởng lão chứ? Cậu ta có tư cách gì làm đại trưởng lão? Trong lòng Quý Đồng rất không cam tâm. Lúc này mới qua bao lâu? Dược đường từ một nhân vật nhỏ bé anh ta không đặt ở trong mắt lắc mình biến thành đại trưởng lão Độc Cô Cung. Khốn nạn, Hạ Nam Phi, đời trước tao tạo nghiệp gì thế mà thu mày làm đệ tử. Giờ khắc này Quý Đồng hận không thế lôi xác Hạ Nam Phi ra quật, nếu không phải do nó, sao mình sẽ sống chết với dược đường. Vài người đều yên lặng đứng xa Quý Đồng một chút, ánh mắt nhìn anh ta giống như nhìn người chết. Tiếp theo mời đại trưởng lão phát lệnh bài cho mấy vị trưởng lão sảnh ngoài mới lên. Trưởng lão sảnh trong chủ trì khảo hạch nói. Mấy vị trưởng lão sảnh ngoài mới lên nơm nớp lo sợ bước lên đài cao. Trước đó bọn họ gặp được Đường Tuấn, tuy rằng không châm chọc khiêu khích như Quý Đồng, nhưng cũng không cho anh ánh mắt thân thiện. Nếu như Đường Tuấn so đo mà nói, ngày sau bọn họ sẽ rất khó sống ở Độc Cô Cung. Mấy người cúi đầu, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng Đường Tuấn. Ai mà ngờ Đường Tuấn cũng không nói chỉ lấy lệnh bài trưởng lão sảnh ngoài phát cho bọn họ. Mấy người cầm lệnh bài trong tay như chút được gánh nặng. Bọn họ quay đầu nhìn về phía sau cùng. Dược đường, cậu muốn giết cứ giết. Bại trong tay cậu, tôi bại không oan. Quý Đồng trầm giọng nói. Tên trưởng lão sảnh trong chủ trì khảo hạch nghe vậy, vẻ mặt lạnh đi, ánh mắt lạnh như băng hướng đến Quý Đồng nói. Đại trưởng lão, cậu ta có thù oán với anh sao? Ngay cả Quý Đồng đã chuẩn bị sẵn tâm lý lúc này cũng không nhịn được mà căng thẳng. Chỉ cần Đường Tuấn gật đầu, thì anh ta xong rồi. Đại trưởng lão mới lên ai không muốn nịnh bợ một chút. Giờ khắc này Quý Đồng mới cảm giác được cụm từ thế sự xoay vần là như thế nào. Trước đó không lâu, bản thân anh ta còn có thể đuổi giết dược đường, thế mà hiện tại, ngay cả dũng khí đứng trước mặt dược đường anh ta cũng không có. Nhìn thấy bộ dáng Quý Đồng, Đường Tuấn bỗng thấy buồn cười. Đây là Quý Đồng không ai bì được, không coi ai ra gì sao. Đường Tuấn thất thần một lát, sau đó lắc đầu nói, không coi là có cửu oán. Nhưng mà phương diện đức hạnh của y sư Quý Đồng còn cần hoàn thiện một chút. Nói xong, anh đưa lệnh bài trưởng lão sảnh ngoài cho Quý Đồng. Chương 2424 đấy là dấu hiệu linh hồn đã đột phá 7 phẩm. Tia! Chuyện của Quý Đồng coi như tạm thời có được một cái kết,
còn về phần Công Thành Tú nếu biết Đường Tuấn đã trở thành đại trưởng lão của Độc Cô Cung, chỉ sợ cũng không dám lộ mặt nữa. Đi ra quảng trường, Đường Tuấn đã thấy Mộ Thanh đang chờ. Anh Dược, Mộ Thanh mỉm cười nói. Đường Tuấn đi qua chào hỏi với cô ấy. Mộ Thanh nhìn thấy Đường Tuấn, trong mắt sáng lên nói, anh Dược, anh đột phá bảy phẩm sao? Vốn dĩ cô ấy còn có thể cảm nhận được lực lượng linh hồn của Đường Tuấn tồn tại. Nhưng lúc này, trong cảm nhận của cô ấy, linh hồn Đường Tuấn mở ảo lúc ẩn lúc hiện, giống như dung nhập vào trong hư không. Đấy là dấu hiệu linh hồn đã đột phá bảy phẩm. Đường Tuấn khẽ gật đầu, tự giễu nói, đáng tiếc, cảnh giới tu vi của tôi còn chưa đột phá. Công pháp tôi tu luyện có chút tai hại, cần thời gian sửa chữa hoàn thiện lại. Mộ Thanh trầm ngâm nói, đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Anh Dược, anh có thể đi đến tàng kinh các xem sách cổ, sau đó lại hoàn thiện sau. Hiện giờ anh là đại trưởng lão, quyền hạn rất lớn, có thể xem phần lớn các đầu sách. Chỉ có điều không được truyền ra ngoài thôi. Trước mắt Đường Tuấn sáng ngời, vốn anh đang cảm thấy thân phận đại trưởng lão không có tác dụng gì, hiện tại xem ra còn dùng rất tốt. Có thể đến tàng kinh các đọc sách, có lẽ sẽ gặp phải nội dung có ích đối với mình. Mộ Thanh thấy thế, nói, để tôi dẫn cậu Dược qua. Hiện giờ linh hồn anh Dược bước vào bảy phẩm, tôi cũng có mấy nghi vấn muốn trao đổi với anh. Hai người đồng hành cùng hướng đến tàng kinh các. Mà lúc này, ở chỗ cách hai người không xa. Thái tử điện hạ, chúng ta có đi qua không? Phía sau Ly Thanh Trần một thị vệ nhắc nhở anh ta. Bọn họ đã thấy Mộ Thanh và Đường Tuấn từ trước, nhưng mà Ly Thanh Trần chưa hạ mệnh lệnh, bọn họ đành phải đứng chờ. Ly Thanh Trần đập một cái vào đầu tên thị vệ, mắng, cậu không thấy anh Dược và cô Mộ Thanh đang trò chuyện sao? Im lặng một chút cho tôi, quà tặng để đến tối nay tặng cũng không sao. Thị vệ sờ đầu, tỏ vẻ mình rất vô tội. Ánh mắt Ly Thanh Trần toát ra vẻ khen ngợi mà nhìn bộ dạng Đường Tuấn và Mộ Thanh sóng vai mà đi, trên mặt anh ta lộ ra ý cười, nói, ngài Dược không chỉ có y thuật lợi hại, mà ngay cả theo đuổi con gái cũng tài giỏi như vậy. Không hổ là anh em của Ly Thanh Trần tôi. Thị vệ ở một bên đầu đầy vạch đen, không còn gì để nói. Đường Tuấn và Mộ Thanh cùng nhau đi vào trong tàng kinh các của Độc Cô Cung. Tuy nói là các nhưng nơi này cũng không nhỏ hơn cung điện bao nhiêu. Nhìn từng quyển sách rực rỡ muôn màu trong lòng Đường Tuấn không khỏi bắt đầu chờ mong. Có lẽ anh có thể hoàn thiện thần tàng quyết. Quyển bí điển hư không này không tệ, nội dung là chiêu thức thân thể dung nhập hư không, có trợ giúp với ta. Đây là vô lượng bá kinh, là công pháp chuyên dùng để khai phá thân thể. Đường Tuấn giống như bà ngoại lưu mới được bước vào trang viên lộng lẫy, bắt đầu đi dạo trong tàng kinh các của Độc Cô Cung, thỉnh thoảng nhìn xem mấy quyển sách mà anh thấy động tâm, rồi không nhịn được phát ra tiếng than sợ hãi. Lấy cường độ linh hồn bảy phẩm hiện giờ của anh, chỉ sợ dùng nửa ngày là có thể xem hết những sách cổ mà anh có thể xem. Từ trong số lượng lớn các sách cổ, anh có thể lấy ra mấy quyển trọng tâm về tu luyện thân thể, pháp lực và ứng dụng ra để tìm hiểu. Thời gian cứ thế trôi qua. Chương 2425 anh có thể lấy trước mà dùng. 10 ngày sau, Đường Tuấn mới đọc xong hết số sách mà mình lấy ra. Tất cả những sách cổ này đều có thể tu luyện đến cảnh giới động hư, nội dung trong đó có thể nói là rất phong phú, cũng vô cùng phức tạp. Chờ anh đọc xong hết cũng cảm thấy linh hồn có chút mệt mỏi. Nhưng mà thu hoạch cũng khả quan, đối với việc tu luyện cảnh giới hợp thể và động hư như thế nào, Đường Tuấn có một nhận thức rõ ràng. Cảnh giới hợp thể, linh hồn và thân thể bắt đầu tiếp xúc với lực hư không, ở trong không hư không dựng lên lĩnh vực. Cảnh giới động hư lại là tăng mạnh trụ cột ở trong lĩnh vực, hướng phát triển lĩnh vực thành một thế giới nhỏ. Người lên tới đỉnh cảnh giới động hư, pháp lực cuồn cuộn không dứt rất khó để giết chết, đó là vì bọn họ có một thế giới nhỏ làm hậu thuẫn. Trong lòng Đường Tuấn dần hiểu ra, đối với việc sửa chữa thần tàng quyết như nào cũng càng ngày càng sáng tỏ. Muốn đột phá đến cảnh giới hợp thể, mình còn cần phối hợp với một ít bảo vật ẩn chứa lực hư không. Mặc dù Độc Cô Cung có loại bảo vệ này nhưng không thể tùy ý cho mình, xem ra còn phải tự mình nghĩ cách. Đường Tuấn nghĩ thầm trong lòng. Anh mang trả lại số sách lấy ra, sau đó mới rời khỏi tàng kinh các. Bên ngoài tàng kinh các, Mộ Thanh đang đứng chờ. Cậu Dược, anh có thu hoạch được gì không? Mộ Thanh nhìn thấy Đường Tuấn đi ra vội vàng hỏi. Đường Tuấn gật đầu nói, tôi đã hiểu được huyền bí của cảnh giới hợp thể, tiếp theo cần chuẩn bị một ít bảo vật loại hư không là có thể đột phá. Mộ Thanh nói, anh Dược,
chỗ tôi có một ít hư không nguyên thạch, anh có thể lấy trước mà dùng. Lúc nói chuyện, cô ấy lấy ra mấy viên đá từ trong nhẫn không gian. Viên đá màu đen, bên ngoài có năng lượng hư không chảy xuôi. Đường Tuấn nói, cô tu luyện cũng cần hư không nguyên thạch, những cái này cô cứ giữ lại cho mình dùng đi. Hư không nguyên thạch ẩn chứa năng lượng hư không, là vật cần dùng cho tu luyện của cảnh giới hợp thể. Nói về độ chân quý tuy nó chưa so sánh được với đá linh hồn, nhưng cũng quý hơn linh thạch bình thường rất nhiều. Một viên hư không nguyên thạch, có thể đổi được 10 vạn viên linh thạch cực phẩm. Cũng là bởi vì cảnh giới hợp thể tu luyện cần lượng tài nguyên khổng lồ như thế, cho nên 6-7 phần người tu hành cảnh giới hợp thể đều bị vây ở tiền kỳ và trung kỳ. Người tu hành không có bối cảnh và tài nguyên khổng lồ làm hậu thuẫn, cơ bản đừng nghĩ tu luyện đến hậu kỳ cảnh giới hợp thể. Cho dù Mộ Thanh là thánh nữ của Độc Cô Cung, hàng năm cô ấy cũng chỉ được mấy viên hư không nguyên thạch mà thôi. Nếu cô ấy cho Đường Tuấn hết, thì đoạn thời gian tiếp theo của Mộ Thanh sẽ không thể tu luyện. Mộ Thanh còn muốn nói nữa, Đường Tuấn đã cắt ngang, tự tôi cũng để dành được chút ít, đang định ra ngoài một chuyến mua một ít hư không nguyên thạch chuẩn bị dùng để đột phá. Mặt khác, cho dù của cải anh để dành không đáng giá bao nhiêu, nhưng đá linh hồn anh thông qua Tiểu Thanh cô đọng được cũng rất đáng giá. Tuy rằng hiện tại lực hồn nguyên Tiểu Thanh truyền lại không khủng bố như lúc trước, nhưng mỗi ngày cũng có thể sản xuất được một viên đá linh hồn nhỏ. Nếu bán ra số đá linh hồn này chắc chắn là thu được một số linh thạch lớn. Cho nên nói, hiện giờ tính riêng về của cải của Đường Tuấn chỉ sợ gần so được với một ít người cảnh giới hợp thể bình thường. Hơn nữa Đường Tuấn có dự cảm, số lượng hư không nguyên thạch anh cần dùng để đột phá cảnh giới hợp thể chỉ sợ không chỉ có mấy viên là có thể giải quyết. Mặc dù Mộ Thanh có chút thất lạc, nhưng cô ấy vẫn thu lại hư không nguyên thạch. Đường Nghiêu hỏi, cô biết gần đây có chỗ nào bán hư không nguyên thạch không? Tôi cần số lượng lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2426, đây là trùng hợp sao? Mộ Thanh nhíu mày lại, một lát sau nói, anh Dược hỏi như vậy, đúng là tôi có nghĩ đến một nơi. Vài ngày nữa ở thành Phục Liễu có một hội đấu giá. Tôi nghe nói sẽ bán ra không ít hư không nguyên thạch, anh Dược có thể qua xem thử. Thành Phục Liễu sao? Đường Nghiêu gật đầu, chuẩn bị đi thành Phục Liễu một chuyến. Mộ Thanh lại nói, Thái tử Hoàng Triều vẫn đang chờ anh, nói là tìm anh có việc. Lúc Đường Tuấn trở về nơi ở của mình, Ly Thanh Trần bày ra vẻ mặt nghiêm trọng ngồi trong đại sảnh, mấy thị vệ đứng bên không dám nói lời nào. Nhìn Đường Nghiêu đi vào, trên mặt Ly Thanh Trần mới hiện ra một chút ý cười. Nói, anh Dược, tốt quá rồi, anh xuất quan. Đường Tuấn gật đầu hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Ly Thanh Trần nói, ngay mấy hôm trước, bên cạnh Hồ Hỏa Viêm đột nhiên bùng phát một căn bệnh lạ. Phụ Hoàng giao chuyện này cho tôi xử lý, tôi phái mấy vị y sư 6 phẩm qua xem xét, nhưng mà mấy vị y sư này cũng bị lây nhiễm luôn. Y sư nói tính lây lan của bệnh này rất mạnh, ngay cả người tu hành cảnh giới hóa thần cũng sẽ bị lây. Chỉ có cảnh giới hợp thể là có thể chịu được vài ngày nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị lây nhiễm. Một khi bị nhiễm bệnh, lực lượng sinh mệnh sẽ suy kiệt không ngừng, đã có không ít người tử vong. Tôi đã cho phong tỏa khu vực kia, không cho ai ra vào. Sắc mặt Đường Tuấn biến đổi, nơi này cũng không phải trái đất, mà là ngân hà trung ương phổ biến tu hành, những bệnh nan y giống như trên trái đất vốn không tồn tại ở đây. Mà bệnh này có thể lây nhiễm cho cả người cảnh giới hợp thể, đã rất đáng sợ. Ly Thanh Trần nói, anh Dược, tuy rằng trong Hoàng Triều có y sư 7 phẩm nhưng tôi càng tin tưởng anh hơn. Cho nên tôi nghĩ mời anh đi xem một chuyến, nếu có thể thì giúp tôi giải quyết vấn đề nơi đó. Đây là bản đồ Hồ Hỏa Viêm, chỗ này là Hồ Hỏa Viên và 8 tòa thành lân cận, tất cả đã được phong tỏa hết. Ly Thanh Trần mở ra bản đồ, chỉ cho Đường Tuấn xem. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, thành Phục Liễu mà anh định đi cũng ở ngay bên cạnh Hồ Hỏa Viêm. Đây là trùng hợp sao? Đây là thành Phục Liễu à? Đường Tuấn chỉ vào bản đồ hỏi. Ly Thanh Trần khẽ nhíu mày nói, đúng là thành Phục Liễu này có chút kỳ lạ. Nói đúng ra lân cận Hồ Hỏa Viêm có đến 9 tòa thành, nhưng 8 thành khác bị lây nhiễm hết, chỉ riêng thành Phục Liễu lại không có dấu hiệu bị lây nhiễm. Đường Tuấn trầm ngâm một lát nói, được, vậy tôi đi đến xem một chút. Dù sao anh cũng phải đi đến thành Phục Liễu. Vậy thì nhân tiện xem luôn căn bệnh lạ kia là bệnh gì đi. Nhất thời Ly Thanh Trần lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trong mắt anh ta, Đường Tuấn còn đáng tin hơn mấy y sư 7 phẩm trong Hoàng Triều. Sau khi nói rõ mọi chuyện với Đường Tuấn xong,
Ly Thanh Trần đã rời khỏi Độc Cô Cung ngay trong ngày. Mà Đường Tuấn chuẩn bị nói một câu với Mộ Thanh rồi đi đến thành Phúc Liễu. Chương 2427, chẳng lẽ có liên quan đến căn bệnh lạ sao? Ở thành Trấn Khúc, phạm vi của Hồ Hỏa Viêm là lớn nhất thành. Trong thành có truyền tống trận, mười mấy thủ vệ bảo vệ. Những người này hầu như đều có thực lực ở cảnh giới hóa thần đỉnh cao, trong đó dẫn đầu chính là một người đàn ông trung niên cao gầy có khí tức vô cùng mạnh mẽ đạt tới cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Đội trưởng, hiện giờ căn bệnh lạ bùng phát càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả những bác sĩ cấp 6 của Hoàng Triều phái tới đều đã bị nhiễm rồi, để tránh sự nhiễm bệnh thì những tu hành giả đó đã chạy trốn. Thành chủ đặc biệt phái chúng ta tới bảo vệ truyền tống trận. Mệnh lệnh này đã khiến rất nhiều người bất mãn, tôi sợ nếu tiếp tục như vậy, sẽ có bạo loạn xảy ra. Một thủ vệ nói với người đàn ông cao gầy đó. Người đàn ông cao gầy khẽ nhíu mày, nói, những việc này không phải là những việc mà chúng ta nên quan tâm mà nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ trận pháp. Đúng lúc này, trận pháp truyền tống trận pháp trung bỗng nhiên sáng lên một luồng hào quang. Sắc mặt người đàn ông cao gầy đó khẽ thay đổi, nói, lúc này mà còn có người dám tới thành Trấn Khúc. Hào quang tan đi, bên trong truyền tống trận xuất hiện vài bóng người. Đứng ở đằng trước chính là hai người trẻ tuổi một nam, một nữ, đằng sau hai người còn có vài người đi theo. Nhìn thấy hai người này, mặt người đàn ông cao gầy lộ vẻ không hài lòng, thầm nghĩ, lại cậu chủ, cô chủ của thế gia nào tới du ngoạn. Không biết tình hình hiện tại của thành Trấn Khúc sao? Tuy rằng nghĩ như vậy, người đàn ông cao gầy vẫn tiến lên hỏi, hai người là. Cô gái trẻ tuổi lấy ra một khối lệnh bài cho người đàn ông đó nhìn thoáng qua. Ông ta giật mình một cái vội vàng cung kính nói, hóa ra là thánh nữ đại nhân của Độc Cô Cung. Đương nhiên nhóm người này cùng một đoàn với Đường Tuấn và Mộ Thanh. Bên cạnh Hồ Hỏa Viêm chỉ có thành Trấn Khúc có truyền tống trận, Đường Tuấn muốn đến thành Phục Liễu thì chỉ có thể tới thành Trấn Khúc trước. Thấy người đàn ông cao gầy này hành lễ, thì những thủ vệ cũng vội vàng hành lễ, trên mặt cũng thể hiện sự vô cùng cung kính và mong đợi. Y thuật của thành nữ Độc Cô Cung nổi tiếng khắp tinh vực, thậm chí có lời đồn rằng cô ta đã tiến tới cấp 7. Có lẽ cô ta có thể cứu thành Trấn Khúc, tiêu diệt căn bệnh lạ đang lây nhiễm không ngừng. Mộ Thanh gật đầu, xem như đáp lại, cô ta nhìn Đường Tuấn ở bên cạnh lại phát hiện sắc mặt của Đường Tuấn vô cùng trọng, không khỏi hỏi, anh Dược, anh làm sao vậy? Ánh mắt Đường Tuấn nhìn về phía hư không, nói, dường như linh khí ở thành Trấn Khúc này có chút khác. Bây giờ tu vi hồn lực của anh đã sắp đạt tới thất phẩm trung kỳ. Cấp bậc này nghe có vẻ không cao, nhưng phải biết rằng hiện giờ chủ điện Hà Đan Thôn của Độc Cô Cung cũng chỉ là thất phẩm đỉnh cao mà thôi. Nói về tu vi linh hồn, trong đông đảo tu sĩ ở tinh vực Chu Tước thì Đường Tuấn xếp trước hàng thứ 50, thậm chí càng còn trước nữa. Suy cho cùng tu luyện linh hồn quá khó, không phải ai cũng giống Đường Tuấn có thể hấp thu lực hồn nguyên bất cứ lúc nào. Mộ Thanh nói, chẳng lẽ có liên quan đến căn bệnh lạ sao? Đường Tuấn khẽ gật đầu, nói, có thể là như. Đương nhiên là Mộ Thanh tin tưởng Đường Tuấn, nhưng lúc này người đàn ông cao gầy lại nói, tu vi của các hạ thật sự lợi hại, ở thành Trấn Khúc ta có 800 vạn tu sĩ, thành chủ có tu vi cảnh giới hợp thể đỉnh cao mà cũng không phát hiện ra linh khí dị thường. Ta thấy hình như các hạ chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần, không biết y thuật ở cấp mấy. Chương 2428, Bát Phương Các. Tuy là nói như vậy, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự chế giễu và khinh thường trong lời nói đó. Mặt khác trên mặt thủ vệ cũng lộ vẻ châm chọc, không hề có chút che giấu. Nếu là thánh nữ nói ra những lời này, bọn họ còn tin, nhưng Đường Tuấn có thân phận gì, so về tu vi còn kém hơn bọn họ mà còn dám nói linh tinh cái gì mà linh khí có vấn đề, vốn dĩ đang kìm nén một bụng lửa thì sao có thể khách khí được. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, bản thân chỉ là nói một câu mà thôi, không nhất thiết phải chĩa vào như vậy chứ. Mộ Thanh giận dữ, chuẩn bị nói ra thân phận của Đường Tuấn. Đại trưởng lão sảnh trong của Độc Cô Cung, luận thân phận địa vị còn cao hơn rất nhiều so với thánh nữ. Đường Tuấn ngăn cản Mộ Thanh, chỉ là nhìn mấy người đó một cái, nói, nếu các người không muốn nhiễm bệnh thì trong khoảng thời gian này tốt nhất tạm dừng tu luyện. Một đám thủ vệ cười châm biếm thành tiếng, có người càng làm trò hấp thụ linh khí điên cuồng trước mặt Đường Tuấn cố ý cho anh xem, còn một bên thì nói, anh xem, ta tu luyện dáng vẻ này cũng không có chuyện gì. Đường Tuấn lắc đầu. Lười nói thêm điều gì, anh hỏi, như thế nào mới có thể đến thành Phục Liễu? Thủ lĩnh của thủ vệ trầm tĩnh nói, thành Trấn Khúc đã phong tỏa,
muốn đi ra ngoài nhất định phải có lệnh thông hành của thành chủ. Nhưng người bình thường thì không có cách nào có được lệnh thông hành. Sau khi biết được thông tin, đoàn người Đường Tuấn cùng Mộ Thanh liền chuẩn bị đến phủ thành chủ. Trước khi đi, Mộ Thanh nói với thủ lĩnh thủ vệ, những lời vừa rồi anh Dược nói, tốt nhất các ngươi nên nghe theo. Chờ đến khi Mộ Thanh và mấy người Đường Tuấn đi xa, mấy tên thủ vệ vẫn cứ một dáng vẻ không sao cả. Đội trưởng, anh sẽ không thật sự muốn chúng ta tạm dừng tu luyện chứ? Có người hỏi. Thủ lĩnh thủ vệ cười châm biếm một tiếng, nói, sao có thể? Lời của loại như anh ta nói, ai sẽ tin chứ? Các người nắm bắt thời gian tu luyện, đan hỏa vũ rất quý, người bình thường sẽ không mua nổi đâu. Mấy tên thủ vệ lập tức cười ha ha. Đường Tuấn, Mộ Thanh cùng đoàn người đi trên đường phố ở thành Trấn Khúc. Trên đường phố dòng người rất ít, hiện giờ bùng nổ loại bệnh này đến tu sĩ cảnh giới hợp thể đều bị lây nhiễm đã tạo nên một sự khủng hoảng. Mấy người đi qua hai con phố, bỗng nhiên thấy rất nhiều người vây quanh ở một tòa nhà kiến trúc trước mặt. Bát Phương Các. Đường Tu thấy tấm biển treo trên tòa nhà kiến trúc đó. Bát Phương Các là một cái phân các của Đan Sư Công. Mộ Thanh thấy Đường Tuấn dừng chân lại, không khỏi nói. Đường Tuấn đến gần Bát Phương Các. Lần này Bát Phương Các điều chế đan hỏa vũ thật sự có thể chữa trị được căn bệnh lạ, tôi chỉ dùng 10 viên thì đã khỏi hoàn toàn. Một tu hành giả đứng ở cửa hét to. Trên mặt ông ta có vảy cá lấp lánh, là một người tu luyện của ngư tộc. Ngoại trừ tên ngư tộc này, còn có mấy tu hành giả cũng đứng ở ngoài Bát Phương Các, đẩy mạnh tiêu thụ cái gọi là đan hỏa vũ. Người xếp hàng rất nhiều, giống như hàng rồng rắn nhau kéo dài cả nửa con phố. Thỉnh thoảng có tu hành giả từ trong Bát Phương Các đi ra, vẻ mặt thận, trọng giống như đề phòng người khác cướp mất. Đan hỏa vũ này bao nhiêu tiền? Mộ Thanh ngăn một tu hành giả từ trong Bát Phương Các ra lại rồi hỏi. Chương 2429, cô là thánh nữ của Độc Cô Cung. Tu hành giả kia cảnh giác nhìn Mộ Thanh, cô ta đưa ra lệnh bài của mình thì tên kia lúc này mới có chút yên tâm, nói, hóa ra là thánh nữ của Độc Cô Cung. Loại đan hỏa vũ này một viên cần 10.000 viên linh thạch cực phẩm, tôi đã lấy ra toàn bộ tích lũy cũng mới mua được 2 viên. Đáng tiếc, dựa theo cách nói của Bát Phương Các thì 10 viên đan hỏa vũ mới có thể hoàn toàn chữa khỏi loại bệnh lạ này. Sắc mặt Mộ Thanh khẽ thay đổi. Toàn bộ tích lũy của cảnh giới hóa thần e rằng cũng mới chỉ vài chục nghìn linh thạch cực phẩm. Đây vẫn là đem một chút bảo vật tính vào trong đó. Một viên đan hỏa vũ mà 10.000 linh thạch cực phẩm, đây chẳng phải cùng giá với hư không nguyên thạch sao? Anh có thể cho tôi xem đan hỏa vũ một chút không? Mộ Thanh hỏi. Tu hành giả đó do dự một chút, lúc này mới lấy ra một cái bình sứ nhỏ, từ trong bình sứ đổ ra một viên long nhãn lớn nhỏ, màu đỏ của đan dược nóng hầm hập. Mộ Thanh nhặt lên đan dược, ngửi một chút, vùng trán giữa hai lông mày toát ra một tia lạnh lẽo, nói, loại đan dược này mà bán 10.000 linh thạch cực phẩm. Vốn dĩ đây chính là gạt người. Thân là thánh nữ của Độc Cô Cung, đương nhiên là có xem qua về đan dược, chỉ cần vừa ngửi liền biết viên gọi là đan hỏa vũ tổng cộng có 13 loại dược liệu, này không có một loại dược liệu nào vượt qua 100 viên linh thạch cực phẩm. Phí của một viên đan dược có lẽ còn không đến 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Bát Phương Các lại dám bán 10.000 linh thạch cực phẩm, giá gấp trăm lần. Nghe thấy Mộ Thanh nói như vậy, tên tu sĩ kia nhanh chóng giật lại đan hỏa vũ đồng thời tức giận nhìn Mộ Thanh nói, một thánh nữ của Độc Cô Cung như cô thì biết cái gì về thuật luyện đan. Đan hỏa vũ là thứ mà các chủ Bát Phương Các khó khăn lắm mới nghiên cứu phát minh ra, mỗi một loại dược liệu đều vô cùng quý giá, thêm vào đã vượt qua 10.000 linh thạch cực phẩm. Bây giờ Bát Phương Các là vì chúng ta mà bán đan lỗ vốn. So với Độc Cô Cung các cô thì mạnh hơn nhiều, cô có tư cách gì mà vu khống Bát Phương Các? M. Thanh tên tu sĩ kia nói chuyện cũng không nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ngay cả cường giả ngư tộc kia đứng đẩy mạnh tiêu thụ đan hỏa vũ ở cửa Bát Phương Các cũng nhìn về phía này. Cô là thánh nữ của Độc Cô Cung, cường giả ngư tộc chậm rãi đi tới, trên mặt vảy cá lập lòe ánh sáng bạc. Sau khi Mộ Thanh nghe tu sĩ kia nói, trong lòng càng thêm tức giận. Bát Phương Các không chỉ lừa tiền mà còn thu được danh tiếng. Bởi vì quan hệ nghề nghiệp, đan sư và bác sĩ vốn dĩ xung đột không ngừng. Nếu như Bát Phương Các thật sự nghiên cứu chế tạo ra loại đan dược chữa trị được căn bệnh lạ này thì đương nhiên Mộ Thanh không có gì để nói. Nhưng đan hỏa vũ này chính là để lừa gạt người khiến cô ấy nhịn không nổi. Mộ Thanh chỉ vào đan hỏa vũ, nói, Nguyệt Khê Liên, Thần Phong Quả,
trăm đông trùng hạ thảo, thiên hà ti. Cô ấy một hơi nói ra tên 13 loại dược liệu. Cô ấy nhìn tu hành giả ngư tộc, chất vấn nói, đây là 13 loại dược liệu mà các người gọi là quý giá sao? Ánh mắt tu hành giả ngư tộc u ám một chút rồi nói, tôi không rõ cô đang nói cái gì. Nếu các người không phải tới để mua đan hỏa vũ thì hãy nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách không khách khí. Mộ Thanh đã thể hiện rõ thân phận thánh nữ độc cô cung của mình nên cho dù trong lòng bọn họ có căm giận cũng không dám tùy tiện ra tay. Vậy trong đan dược đó còn có một cái pháp trận nuốt chửng cỡ nhỏ chứ? Khi tu hành giả ngư tộc chuẩn bị quay trở lại bát phương các, một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tu hành giả ngư tộc lập tức dừng bước chân lại, chợt xoay người ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, anh còn nói thêm một câu nữa thì cho dù anh là đệ tử của độc cô cung, tôi cũng sẽ lập tức giết chết. Chương 2430, đây chỉ là lời nói một phía của anh ta mà thôi. Trước đó bị Mộ Thanh nói ra tên 13 loại dược liệu của đan hỏa vũ, tu hành giả ngư tộc cũng không có sát khí mạnh mẽ như vậy. Đường Tuấn cười cười, nói, xem ra bị tôi nói đúng rồi. Anh nhìn về phía những tu hành giả đang xếp hàng mua đan dược nói, căn bệnh lạ này và linh hồn có liên quan đến nhau. Cả thành trấn khúc này ai mà không biết. Rốt cuộc là các người muốn làm gì, tới quấy rối sao? Thấy rất nhiều tu hành giả mang theo ánh mắt mắt thù địch thì Đường Tuấn ngược lại cười rồi nói, đến bác sĩ cấp 6 cũng bó tay không biện pháp chữa căn bệnh lạ này, các người biết tại sao đan hỏa vũ có thể chữa trị sao? Không ai trả lời. Bọn họ phần lớn là tu hành giả bình thường, không ai tinh thông dược lý cùng bệnh lý. Ngay cả đan hỏa vũ bọn họ cũng chỉ là nghe người khác nói nó có thể chữa trị được căn bệnh lạ cho nên mới tới mua. Thằng danh con, câm miệng cho tôi. Nhìn thấy một đám tu hành giả đều mặt lộ vẻ trầm tư, cường giả ngư tộc kia chạy nhanh quát, bọn họ là hiệp hội bác sĩ phái tới quấy rối, các người đừng tin anh ta. Trong lúc nói, anh ta liền ra tay với Đường Tuấn. Đầu biến thành đầu cá to lớn, cá miệng mở ra, hai hàm răng sắc bén tỏa ra hai luồng ánh sáng lạnh. Đầu cá khổng lồ xông tới cắn Đường Tuấn khiến không gian xung quanh dường như trở thành một đại dương mênh mông. Từ bên ngoài thân thể truyền đến từng đợt cảm giác sền sệt vô cùng khó chịu. Đường Tuấn nhíu mày, thấp giọng nói, lĩnh vực. Cường giả ngư tộc ngưng luyện ra lĩnh vực thì còn cách cảnh giới hợp thể trung kỳ không xa nữa. Đường Tuấn vừa định ra tay, Mộ Thanh liền ngăn cản trước mặt anh, chặn sự tấn công của cường giả ngư tộc. Thằng danh con, nấp sau lưng phụ nữ thì có bản lĩnh gì chứ? Cường giả ngư tộc một kích không thành, cũng không tấn công tiếp mà chỉ dùng đôi mắt cá khinh thường nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn cười nói, xem ra tôi nói đúng rồi. Trận pháp nuốt chửng cỡ nhỏ trong đan hỏa vũ sẽ cắn nuốt linh hồn chi lực của người tu luyện. Căn bệnh lạ này có tác dụng trên linh hồn nên đương nhiên cũng sẽ bị nuốt chửng, cho nên bọn họ ăn đan hỏa vũ vào mới có thể cảm thấy bệnh tình thuyên giảm đi một chút. Đường Tuấn nói xong, đông đảo tu hành giả hoàn toàn sửng sốt, sau đó nhìn về phía cường giả ngư tộc với ánh mắt bắt đầu không thiện cảm. Chẳng trách sau khi ăn đan hỏa vũ vào tôi cảm thấy linh hồn có chút uể oải. Còn tưởng rằng là căn bệnh lạ để lại di chứng. Vậy là ở trong đan dược có mưu tính này, thật là đáng ghét. Tu hành giả ngư tộc giải thích nói, đây chỉ là lời nói một phía của anh ta mà thôi. Chỉ là lúc này nhiều tu hành giả như vậy làm sao sẽ nghe anh ta giải thích hết, có ý định tháo dỡ bát phương các. Tu hành giả ngư tộc cùng vài thành viên khác chạy nhanh trốn vào bát phương các, đồng thời khởi động trận pháp bảo vệ bát phương các. Như vậy mới không bị mọi người đánh chết. Phải biết rằng trong những tu hành giả tới mua đan dựa đó có vài người có cảnh giới hợp thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2430.